cứng nữa hả? Cái cá thì nó xấu lắm, lâu không quay. Cái trái này nó khó quá. Nó xấu quá hả? Muối bự mà. Vợ Thanh nói là trái này nó xấu quá, mình cứ quay. Trái sầu riêng nó đâu có đẹp đâu. Nó xù xì, xù xì. Dạ, nó mới gọi là sầu đúng không gì? Sầu. Ờ, nó xấu quá, nó sầu, sầu, nó là xấu. Sầu riêng. Biết hồi lúc trước không biết. Đâu có dám hỏi đâu. Ta thấy mấy mẹ chị dâu mệt lắm. À, mà dâu cái bảy đưa. Để đây chụp hình cho mấy bà coi nè, mấy bà. Rồi nói gì khen clip là biết liền hả? Mà nó khó quá cho bà nhận. Ờ, à, con. Thì khách vừa bốn cái. Đấy, thay cái bảy nè. Cho nó không mấy bà coi. Mấy bà dâu anh sợ ăn gian hả? Không, em không có phải gì, em không thích. Từ đâu đó bỏ gà. Bỏ gà. Ăn uống như bà này. Cái kia bự quá. Bỏ vậy nhưng mà cái nó nhiều miếng ngon. Hai cái bỏ đấy. Cái máy nó có cháy chị ăn đi. Không phải, em có hai chồng. Nó nhỏ. Để nó cháy, cháy nó nhỏ cho em. À, làm dấu từng cái đi nha cho đỡ mất công. Ôi giùm em mới ghi lên cái hộp á. Bốn người đúng không? Ừ. Vậy là bốn lần. Vậy là cái bốn lần cui ra là bốn lần ấy khác nhau á, cho để lộn ghi trong hộp á. Có ngại nha. Qua đây. Có chị hỏi đi. Ghê chủ. Rồi. Cái nào mà em không có 2 ký 3 luôn. Rồi. Ghi 2 ký 3 luôn để em có công. Nó tới tôi ít tiền tôi ăn 2 ký 3 đi mấy bà nội. Bao nhiêu tiền? Cái này bao nhiêu tiền luôn nè Thanh để biết đi luôn. Nó có đè số ký lát cộng đây nè. Cái đó 2 ký 3 50. Ủa mua lấy cương ghê trời. Ủa nãy giờ có coi giá tiền nhiêu hả? Ờ. Có cái đầu tiên 212, cái này 210. Không chị, sao chị tính theo tiền này? Để chị nói chị tính em tính. Ờ, chị tổng số ký này chị Nhân. Khoan, ừ. Nãy thấy đầu tiên là 2 ký mấy? 2 ký
thì em cứ là cộng hai cái đó rồi chia lại số tiền lại ra số ký chính xác gì. 213 với 211 cộng lại chia 90 là nhiêu? 211. Ghi vô mỗi cái nào ra tới nấy hả? Chị cứ ghi số ký đi, một hồi em sẽ nhớ liền. Đúng rồi đó. Đó, đúng chưa? Vậy là khỏi loạn đó. 2,70.
quy ra mới biết dẻo phải không? Ờ, bơ phờ. Anh nào tới đây do làm quá gì, ngon quá gì. Cái này ngon á, nãy 200 mấy quên tiêu rồi. Cái này ly không hả? 240 ri. Quá nhanh, nhanh quá, rón kéo lên phút rồi. Cô lấy tiền xong rồi, xong rồi. Dạ. Mày nhanh ghê đâu. Nhanh quá trời luôn. Gì đó. Ở chị đó, ở chị khách với nó nha, chưa gì hết mà nó từ nãy rón lóng lên cho đủ phút nha. Nhà chùa bữa sầu riêng hiếm Nghĩa đó thì có anh Nghĩa này, anh bán hàu sữa nè, cũng như là đặc biệt là cá đù, cá dứa rồi cô chú. Số điện thoại của anh này đặt hàng online đó, anh có ship tận nơi cho cô chú anh chị và các bạn nha. Đó. Đây, cho lên sóng luôn, cuộc sống Sài Gòn TV luôn nè. Chụp đây, chụp cho. Trời ơi, fan hâm mộ. Ok nha. Trời ơi, đó. Anh có fan hâm mộ nha. Rồi, ok. Vui đi anh. Chị ăn sầu riêng gì chị? Dạ 90 chị. Từ tôi đất em. Dạ. Đi cũng 90 mà đi. Về coi cuộc sống Sài Gòn TV nha. Các dạ. Coi không? Dạ mẹ em coi, mẹ em fan hả? À fan hâm mộ. Tôi là Viên á. Giải tạo mình ăn chị. Ok. Ờ, cái vỏ là như không có vậy á. Cái này là mua về cho mẹ hả? Thử đi cho chắc ăn. Thử miếng thì tôi chắc ăn nha. Chị mua thanh là bao luôn.
miếng vậy. Nhiều quá ta, mỗi lần chú thấy con qua là con ba đi mua siêu nhân nhiều mà về chơi không thấy cả. Hai trăm mười ngàn nha con. Cái hộp nhỏ hả con? Dạ. Hộp nhỏ hả con? Hai hộp. Thank you.
trừ lại 170 tổng 182 350 thôi.